Alo 1 2 3 4 5 6 9 10. Alo alo, tự nhiên nói gì thế gì ta. Hai thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Lâu lắm mà mình không nói cái câu này. Dạo này bạn không biết với bạn sao rồi, chứ mình thì nói chung cũng nhiều chuyện lắm, nhưng mà thôi thì tạm gác một bên. Thì nay mình trở lại để mình có, tại vì có nhiều một số bạn comment và nói một cái số câu nó khá là khó chịu. Nó không có chửi mình, nhưng mà ý nói một số bạn thì nghĩ kỹ như là không tìm hiểu kỹ á, cái sau đó nói hỏi rất là nhiều. Mà thường là một số người là hỏi hỏi một câu, mà hỏi mấy người luôn, hỏi đúng một câu hỏi. Mà nhiều lúc cái đó mình nhìn nó nhỏ, mà nhiều bạn thì cứ kiểu như là không biết cái đó luôn đó. Mà thực tế thì mình nghĩ như vậy, tại vì mình nhớ đâu cái video mà mình nghĩ là mình nghĩ làm lên để cho vui thôi, là cái nó rất là dễ là làm cái Upwork á, hồi xưa luôn nè. Nhưng mà đó lại nó 2 năm trước á, nhưng mà mình kiểu như là mình cũng bất ngờ luôn, tại vì cái video này mấy bạn lại coi rất là nhiều, và từ cái video này mấy bạn mới đến được với mình. Phải nói là thật sự nó rất là dễ, mình làm chỉ cho vui thôi. Sau rồi cách kiếm Upwork các thứ rồi đồ nữa, rồi cách mua bán các thứ, up level các thứ nữa, chỗ mình nói nó toàn là những cái cơ bản không à. Nhưng mà mình chỉ là do các bạn á, mà một số bạn thì cũng chẳng hiểu. Nhưng mà cái mà câu hỏi mình gặp nhiều nhất luôn á, đó chính là: anh ơi, sao em vào phần Upwork của em không thấy được cái background của em? Cái đó thì thật sự là, cái đó là một phần là mình làm sai thiệt, không phải sai nữa, nhưng mà thật sự nó thiếu. Và mình đã có ghim rồi, nhưng mà thật sự một số bạn thì chắc là không có nghe, không có kiểu không có để ý á, mà bạn chỉ comment luôn á. Nó là thì để ý, mình thì ghi lưu ý là trên level 10 và phải mua background, chứ nó không có phải tự dưng mà nó có cho các bạn hết được. Đây mình nhớ bạn coi. Đây nè, mấy cái background nè. Đấy là bạn có thể mua ở trên market. Mà với điều kiện là các bạn đã mở market ra hết rồi nha. Thì nếu bạn không biết tìm ở đâu á, thì các bạn ấn vào đây, các bạn kiếm cái chữ Steam. Mé ở đâu rồi ta? À đây, chữ T đây, chữ S đây rồi. Đây, Steam nè. Đó, rồi sau đó các bạn kéo xuống cái phần dưới đây, các bạn profile background cho một cái normal for hay gì. Normal là cái kiểu bình thường á, hay là kiểu ở máy này chứ áp dụng trading card thôi, còn cái này mới là đồ hiếm nè, mà cũng không cần nó. Các bạn search cho một cái là nó ra đống cho các bạn thôi. Con số cái này không đồng là hình như là không ai bán, không ai bán là chỉ có order thôi, bởi vì giá cao lắm. Thường là nó dính vào những cái game mà đã có ở trên Steam rồi, đã từng có được mở trading card ra luôn rồi, để từng ráp luôn, nhưng mà sau này là bị gỡ khỏi Steam á. Cho nên những người nào mà có cái này thì ta xài thôi, hoặc là nhiều lúc có nhiều lúc xưa quá rồi đó, người ta bán người ta mất người ta luôn, cái đâu còn cái đó nữa, cho nên nó lại trở nên giá cao cho mấy thằng nổ thâu. Không biết bạn bấm trang cuối cùng luôn à, bạn thấy nó khá là rẻ chứ không phải là nó mắc gì đâu, nó rẻ lắm. Rồi cách kiếm Upwork free nữa thì các bạn vô đó nó cũng có. Nói chung là các bạn cũng phải, nó không có free hoàn toàn, nhưng mà các bạn phải có tí vốn. Nói thật, các bạn có tiền thì có tiền, mà nó chỉ cần một chút xíu thôi thì các bạn cũng sẽ làm được. Nhiều lúc mấy bạn chịu khó bạn cũng làm được nữa. Chút nữa mình nói tiếp tiếp một cái thứ hai nữa đó. Thì nhiều lúc các bạn, mình nghĩ là các bạn cũng đừng có nên keo kiệt quá, đừng có kiểu hà tiện quá, mà hãy kiểu như là bỏ thêm một tí đi, nó không đáng bao nhiêu hết á. Nhiều lúc cái tiền nó bỏ ra khoảng 2-3 ngàn thôi, nhiều lúc cũng 2-3 ngàn bạc, chẳng lẽ đối với các bạn là lớn lắm đúng không? Là cái thứ hai là cái phần này nè, đó là nhiều một số bạn thì mở được Upwork ra rồi đúng không, nhưng mà bạn lại không có được mấy cái dưới đây nữa, kiểu như là mấy thêm mấy nhiều dòng trang trí đó. Thì mình cũng nói lại luôn là cứ 10 level là các bạn sẽ được mở một cái. Ví dụ mình đang là 162 đúng không, thì kiểu coi thì các bạn đếm là một nè, cái đây là hai nè, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 15 16 cái đủ thấy không? Cứ cách 10 level nó sẽ mở ra cho các bạn một dòng, và các bạn có thể tùy biến như thế nào, các bạn tùy biến.
các bạn để cái nào trước cái nào sau là cái đó tùy lèo các bạn. Đó, nó dễ rồi, nó đơn giản vậy thôi. Còn một cái mình nghĩ, còn cái nữa là mình nghĩ rằng là nó là cái mẹo á, bởi vì nãy là mình có thằng bạn này comment hơi bị cục xúc. Cái đủ mẹ úp mãi lên được level 9 mệt phải lờ. Nói chứ nó cũng không có phải là khó thật sự gì đâu, bởi vì nếu như mà các bạn nè, cái thứ nhất nha. Các bạn nào đặt Steam rồi đúng không? Các bạn nạp wallet vào rồi thì các bạn sau 30 ngày đó đó thì kiểu như là nếu các bạn làm những cái update mà kiểu chơi chơi thôi đó thì nhiều lúc các bạn cũng sẽ lên được level 4, level 5 và bạn up đâu khoảng chừng 5 cái update nữa. Mà năm cái đó thì bây giờ hồi đó thì còn mắc. Chứ bây giờ cái thị trường mà kiểu như là thẻ để up level nó cực kỳ rẻ rồi. Cho nên thật sự nếu như các bạn bỏ thêm từng năm 10 ngàn nữa thôi là các bạn cũng đủ để có thể ráp được khoảng chừng chục cái bét đế để các bạn lên được level luôn, mười mấy luôn. Nó đủ, nó rất là dễ. Còn có một số bạn là hỏi mình là rớt kẹt ra rồi như thế nào nữa thì mình cũng nói là ai luôn nha, là mỗi cái bét đế của một cái game đó đó là nó chỉ được rớt ra kiểu hy vọng dụ như một cái game này mình có đi. Mình từng mua, mình từng chơi thì trong cái bét đế này nó có 8 thẻ thì nó chỉ được quyền rớt ra 4 thẻ duy nhất, 4 thẻ thôi, 1 phần 2 số thẻ ở trong đây. Rồi sau đó nó sẽ không bao giờ nó rớt nữa. Mà nó chỉ có rớt, mà cái này phải gọi là xác suất nó rớt, hơn nó rớt á, là ra một cái gọi là booster pack này. Nhưng mà lâu lâu nó mới ra được một cái thôi. Nó rớt ra cho các bạn rồi các bạn mở ra trong đây nó có 3 thẻ ngẫu nhiên. Chứ nó còn những còn bạn nào muốn ráp hết thì các bạn phải mua. Vậy thôi. Chứ nó không có cho hết các bạn được. Còn cái quỷ nào nữa không ta? Ý, mình nói nó dễ vậy đó. Và một cái này gọi là cái mẹo cho các bạn á, mà nếu cái này thì là mình nghĩ là nếu như các bạn chịu khó thôi nha. Thì đến bây giờ thì mình cũng không có quan tâm nhiều về cái Steam đó, bởi vì nó đầy đủ rồi đó nên mình cũng không cần quan tâm nữa. Nhưng mà mình cũng chỉ cho cái mẹo này nè. Cái này mình làm lâu rồi nhưng mà không biết mình có chỉ hồi mấy cái clip nào chưa, mình cũng không nhớ hết nữa. Nhưng mà các bạn nên có một cái acc phụ hoặc hai cái acc phụ. Thì sao? Tại vì hồi trước trước cái sự kiện này, trước cái tại vì giờ mới qua cái năm mới rồi, nó có cái sự kiện mà Giáng sinh á. Các bạn mà vào cái phần exploit này nè, các bạn bấm mà kiểu làm mà khảo sát này nè, kiểu nó mình gọi là khảo sát thôi, kiểu như là nó giới thiệu game cho bạn á, các bạn ấn cứ qua 11 lần như thế này là nó sẽ cho các bạn rớt ra một cái thẻ của event, một ngày được rớt 3 lần là các bạn làm 3 lần vậy đó. Thì các bạn cứ để dành lại các bạn ráp như thế này thôi. Acc nào cũng được hết miễn là đã được mở market rồi. Đã đừng cống nạp vào Steam rồi đó. Thì các bạn tạo cái nick phụ xong đúng không? Thì khi mà các bạn cần mua cái game nào mà cho cái acc chính của các bạn á, các bạn mình vì không biết bây giờ có còn cái đó hay không, bởi vì giờ mấy lượt trước nó đã coi nó tạo áp dụng cái luật mới vào đó, cho nên mấy cái trader đồ mấy cái thằng mà ghiếp game mà đồ nó cũng hơi khó chịu cho một cái. À đúng rồi, hình như là nó không được nữa. Không được nữa thì mình có nói không ta? Bởi vì cái luật mới nó áp dụng á, là mày phải sở hữu cái game đó thì mày mới được quyền mua và tặng cho người khác. Chứ còn hồi đó nó không có việc đó. Mà không có việc đó thì bạn như thế nào? Nếu như bạn nào mà coi tới đây bạn cũng hiểu ý mình rồi. Rằng là nạp tiền vào cái acc phụ đó. Đây là acc phụ mình nè. À. Nạp tiền vào acc phụ đó rồi sau đó nhưng mà mua cái game mà mình cần sau đó gửi lại qua cho acc chính, gửi dưới dạng là gift gọi là quà đó, nhưng mà nó vẫn tính rằng là mày tiêu số tiền ở trong cái acc này cho nên nó vẫn mở market ra cho mày đó. Thời đó là vậy đó, cho nên mình cứ mở market ra cho cái acc này xong cái mình để đó, mở Steam Rush rồi đồ ra xong hết luôn rồi xong cái mình mua mình tạo nick khác, cái mình nạp tiền vô mình mua cho nick chính, cứ như thế là hình như là mình có nick đó rồi đúng không? Rồi cái nick mà mình còn thêm hai nick nữa, hai cái con bot, một con bot 3 này với con bot 4 nữa. Thì mấy cái thì mỗi ngày mà mình cứ làm như thế, mình cứ qua nick này qua nick nọ mình đi mình làm cái kiểu mỗi ngày mình có khoảng chừng 12 thẻ của 4 nick. Thì sau cái mình bạn nè. Đó, sau cái đợt event là mình sẽ có như đây, cái này là mới có khoảng chừng một mấy mấy ngày ta 3 6 9 12 15 nghĩa là 5 ngày. 5 ngày mình làm cái này. Thì mình có nhiêu đây thẻ và mình gửi lại cho acc chính thôi.
Giờ mình không biết có cái này nó nếu mà nó áp dụng luật mới vừa rồi thì nó cũng hơi khó. Mà ý là mình gì đó các bạn nên tìm ra được một cái thủ thuật nào đó chứ. Kiểu như là để lấy lợi gì cho mình thôi. Cái thời mà ghiếp game nó còn dễ nữa. Chứ không có như vậy đâu. Mình làm clip này hơi hố tại vì nếu như mà nó còn luật đó thì mình nói cái này đúng, còn giờ mình nói giống như để nói kiểu như là cho bạn biết thôi chứ cũng đôi giờ cũng đâu có làm được gì nữa. Thế đó, mình làm free cho thế tới bây giờ là mình vẫn ráp thẻ được luôn, thấy không? Mình ráp thẻ này là free đó, mình đâu có mua được thẻ ở đâu, mình còn ráp được 3 lần nữa nè. Thẻ mình có cái còn 13, 14 cái luôn nè, dư hết, dư quá chừng luôn. Có thẻ này lại ít nè. Chắc mình đi chơi với cái ông nào đó. Đổi ráp cho hết rồi. Nhiều quá. Hơ, quá chừng. Chẳng trách sao hồi xưa mấy ông trader mấy ông quá chừng. Mình thì còn làm ít hơn người ta chứ người ta đâu có chục ắc á. Người ta siêng lắm người ta mới làm á. Bởi vậy có công có tiền mấy bạn công cái sức thì bạn bỏ ra cũng bạn thu lại được thôi. Mà không giờ bán má bán cái đống đó lên market. Dễ. Đó thì ý mình nói cho các bạn vậy đó là có bạn là để mình làm chủ yếu cái clip này là cái gì, kiểu như là lâu lâu cũng làm để cho các bạn biết rằng là mình còn sống mình còn tồn tại thôi. Rồi cái thứ hai đem là giải thích cho các bạn nào mà kiểu như là sau này á mà có comment vào cái clip nào của mình á mà nó hỏi về vấn đề nữa đó là mình cứ up cho người ta cái link này là người ta coi người ta tự hiểu luôn, mình khỏi phải giải thích ra, mình khỏi phải bấm nữa, mệt mỏi quá. Mình cứ giải thích ra từng cái mệt lắm. Rồi cái bài tính nói về cái đó, nhưng mà tự nhiên cái lúc làm clip thì mình lại nhớ ra được cái luật mới của Steam cho nên hơi hố xíu, nhưng mà mình cũng nói cho mấy bạn biết nó là hồi đó đến giờ mình thu cạc như thế nào á. Vậy thôi, sau này hình như là mình cũng dự định làm lại mấy clip cho một cái nữa, sau đó sẽ ngưng thêm thời gian nữa, chịu khó làm lại cái show cây này nữa nè. Mình nghĩ show cây này nó cũng đã fit rồi, nó fit cái này nè. Hồi đó mình chỉ các bạn làm mấy cái là nó vẫn còn cái cục này nè, mà giờ mình thử mình làm nha, mình coi lại coi nó có làm nó có mất cái này chưa, hay là mình tìm cách nào đó cho nó mất cái này luôn. Rồi một cái clip nào đó hình như bạn nào phải clip này không ta, tại vì ở ổng mà nói gì xe, tại có thằng bạn này hình như bạn này hồi đó cũng comment hay comment vào mình lắm, cái ạc mình lắm, comment vào cái YouTube mình nè. Bạn này cũng hỏi là anh thích chiếc xe trắng đó hả, clip phá đảo Bay Bắc cũng chạy chiếc xe này. Không phải mỗi Bay Bắc đâu, tất cả các game đua xe mà mình từng chơi nếu như có chiếc xe này thì mình sẽ đè đầu mình nâng cấp nó và mình chạy cho đến cuối cái game đó luôn, đến kiểu cuối mình lấy cái xe này mình vả mặt thằng chùm luôn cũng được nữa. Bay Bắc mình giống vậy á, hình như chiếc xe này mình ngồi mình đem mình đập mặt chiếc mặt Celeren của nó luôn, hư cấu vãi nờ ra. Nói chung mình cũng sẽ có một clip để cái đó, thì cũng sẽ một cái clip nữa, một những cái clip mà để kiểu như là cập nhật về Steam mình cũng sẽ làm rồi. Cái đó thì nhiệm vụ mình phải làm, mình còn đợi với bạn cái clip Steam Rush nữa mà chưa có thời gian làm nữa mà. Rồi một cái clip mà kiểu về nói về cuộc sống của mình nè, thì tại sao mà mình ít làm clip cho mấy bạn nữa nè. Rồi cái thứ ba là nói về kiểu như sở thích của mình nữa, là trong đó tự nhiên bạn sẽ hiểu tận tại sao nó có chiếc xe này và tại sao những cái ghế le game về trước là mình lại chỉ chạy một chiếc xe này thôi, và nó có thể khác màu nhưng mà đa phần mình nghĩ là màu trắng. Có clip hình như mình không có đăng lên đây này là Most Wanted, còn cái Carbon nữa, Carbon là cũng cái xe đó nhưng mà màu trắng, thường là vậy. Cũng sẽ giải thích luôn tại sao mình làm nữa. Ok thì chắc là sao lâu lâu làm được cái clip cho mấy bạn coi vậy thôi ha. Thì nói chung để làm cho mấy bạn biết để tồn tại như thế nào, mình còn tồn tại thôi, là cái đó là cái kiểu như cái chính để mình làm video này thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Bye bye.